có cả vịt cơ à? Vâng, có cả vịt luôn. Như nào để trúng vịt nhỉ? 50.000 năm tiêu, nổ 5 tiêu. À, 5 tiêu là được con vịt luôn à? Ở đây có trò phi tiêu rất hay mọi người ạ. Ở đây là phi tiêu trúng 5 tiêu là được con vịt. Anh em hôm nay có mùi nhậu rồi đúng không? Em vào mà đi nhá. Nhưng mà vịt này tối em lại không thắm. Thấm. Cái khối khăn. Đầu tiên đầu vịt đấy. Đấy ok không anh? Được. Làm ăn thôi. Đang chua đây nhưng mà. Đấy đang chua khỏi rồi. Ba ba về đây đi. Về đây. Về đây. Ai đã có mua đắng? Để em nhìn. Ai có mua đắng? Kiểm ăn đang ăn. Rau gì hả cô? Rau ở trên đồi ấy, ăn ghém thịt đấy, ngon lắm. À, rau này biết rồi, rau này. Cây trầu, cây lá vàng đấy. Cây lá vàng như... Này ăn sống hay là ăn gì ạ? Sống đấy. Chắc ăn mấy gỏi hay mấy cái kiểu đấy ạ? Ghém cái gì cũng được. Rau này nhiều mấy rau vàng. Rau đốm ạ? À? Đốm đắng. Vâng, cháu cảm ơn nhá. Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại hội Mường Đông ở Kim Bôi mọi người nhé. Ở đây thì mọi người đang bày bán những cái mà rất là đặc trưng của người Mường ở đây. Thì ở đây mình có phát hiện ra những cái đồ như này. Mường Đông Kim Bôi là biết. Vâng vâng. Chắc 500 hay cái gì, 500. À, ở đây là những cái ở người Mường gọi là cái cuốc đồ xôi mọi người ạ. Ở đây được làm bằng bằng gỗ phét hết bên trong ấy. Hay dùng để đồ xôi rất là ngon. Ờ thớt à? Thỏ nhỉ. 50 nhân 7 phân. Cái cuốc này bao tiền anh ơi? Cuốc đấy là 550. 550 à? Không, mà gỗ gì anh nhỉ? Cây mít ạ. À. Mít à? Rõ đồ à? Nói cây mít. Ồ, ồ, rõ. Thật khủng rồi. Trước bác cả khuyến muốn mua cái này đấy. Có hôm đi... Mình đang ở đây, ai có mua gì thì về mua. Sao một hộ người cuốc này có vác chết. Đi đi, xe đi đi vào trong đi. Mình chỉ cầm những cái nhỏ nhẹ thôi. Bán điếu cày này, đũa này, hạt dổi mắc khén các thứ, ớt các kiểu. À đây mấy cái này là mằm miếc nữa kìa. Này hay nhé. Không phải mằm. Đây cái mằm đây này. Mằm mà. Mằm. Em đựng kim chỉ các thứ thôi. Cái này em đeo cái này vào. Bỏ khẩu trang đeo cái này vào. Em cứ nói đi. Ở đây váy, váy ở đây toàn những cái đồ mà các bạn hay đeo váy đúng không nhỉ? Đúng rồi, trang phụ kiện. Các phụ kiện của váy Mường đấy. Ở đây là những cái trang phục phụ kiện mà các bà mấy Mường là hay đeo vào váy các bạn. Này, cái này này. Cái này để đeo váy đúng không cô nhỉ? Đeo váy. Cho cháu quay nhé. Giới thiệu sản phẩm. Xà tích nhỉ? Hôm trước cháu mua một cái hai. Ở đây cô bán bao tiền một cái này à? Một bộ này à cô? Nó đấy là 150. À. Còn cái mẫu này quay cái này cho nó đẹp này. À đây là cả đằng trước và đằng sau đấy hả? Hôm nay chả biết mình mặc cái váy Mường mà đi nhỉ? Cái này nó còn đủ thật luôn. Hội này mấy hôm cô? 4 hôm. 4 hôm cơ? 4 hôm. Ở đây gọi là hội gì cô nhỉ? Chùa Đồng. Hội Chùa Đồng. Chùa Đồng ạ. À. Cái này là tổ chức hàng năm hay là là năm nào cũng có hội ạ? Đẹp nhỉ? Nó đi về qua rồi ạ. Nó về qua rồi ạ. Đi vào trong đây. Cháu đi vào trong này. Trò bụi thế. Đi đi.
váy kìa, váy mường kìa. Ấy, đây mới là kiểu váy tức mường mà. Tức là bộ người ta may sẵn à? Ừ, may sẵn. Chúng nhưng mà đây mới là kiểu váy mường mà các bà ngày xưa mà kiểu như cao đúng không? Ờ đúng rồi, với lại kiểu nó rộng xong bắt đầu mình gập đôi vào này. Nhưng mình bây giờ là kiểu như khóa. Là khóa. Bụi quá. Tân à? Ngày mình bây trước là bây giờ là toàn khóa. Các bạn đã thấy là cái trang phục của người mường kìa. Là cái trang phục cổ của chị em ngày xưa, của các mế ngày xưa. Các bạn có thể thấy những cái trang phục bây giờ là họ sẽ may theo kiểu cách tân hơn, hiện đại và hơn, dễ mặc hơn kiểu ngày xưa của các mế. Đấy, xong là tí bắt đầu gập đôi lại. Gập đôi lại. Đấy, đấy đấy. Đấy. Xong lại đeo xong lại đeo cái khăn kia mấy đó. Cái khăn buộc quấn mà ở đây xem đấy, người ta bắt luôn bắt vào đấy, lấy kim băng à? Ờ, lấy kim băng ghim xong bắt đầu bỏ khẩu trang ra. Nắng lắm, nắng nóng bụi lắm. Còn dây này, mấy cái dây này nữa. Hơi nắng nhỉ? À, người ta thử rồi. Chắc không thay hết cả bộ. Đi vào trong này để xem đi. Đi. Theo như mình hỏi thì đây là hội Mường Động mà diễn ra chùa. Trong 4 ngày. Chùa Động. Nó là Mường Động chứ. Chùa Động của... Ừ, tí nữa. Trong này người ta sẽ diễn ra những cái hội chơi thể thao bóng chuyền nữ này. Bên kia là đẩy gậy này. Khu ạ, đây là dãy này, là đồ ăn này. Này đồ ăn nhanh đồ ăn. Ôi, toàn các em kìa. Toàn các em chân dài. Đánh bóng kìa. Bắt chương bảo bóng đẹp, điểm bắt chương 11-14. Đây hoạt động một phát rồi. Đám trường bóng đẹp, điểm dẫn trường 12-14. Đi lên kia xem đi. Đi. Cái họ đang làm gì kia nhỉ? Đâu? Và đang có câu hỏi. Điểm dẫn trường 13-14. Ở bên này là những cái dãy hàng ăn rất là nhiều. Ở đây thì không sợ đói đâu. Nhà hàng trà sữa này. Như cửa lông công. Ở trong kia có trò chơi gì sao ấy nhở? Trong kia có trò chơi gì ấy? Anh ơi, trong kia có trò chơi gì mà ấy nhở? Trò gì mà các bà múa với khăn đấy? Ừ, đi lên xem nhỉ. Bụi ở đây là trò gì đây? Bạn đây xem trò chơi gì? Đây là trò chơi ném vòng các bạn nhé. Trò chơi ném vòng anh ơi. Ném phải cái gì lấy cái đấy luôn à? Vâng, ba trên này được xe đạp anh. Xe đạp to to đây. Dưới này. Ném phải Fanta á? Giải thưởng to phết đấy. Thưởng to nhỉ, giải thưởng giải thưởng lớn đấy. 20.000. 20.000 một vòng. Vâng, chỉ mừng tuổi thôi. Mừng tuổi nhau 20.000 được 4-5 triệu rồi. Anh có giải thưởng xe máy không anh? Xe máy đây, xe máy. Gì ạ? Xe máy bên này. Kinh thế ạ? Xe máy bên này. Vâng, tí nữa mà em sang. Xe máy đây. Ở đấy này bắt tiền một lượt đấy hả anh? 20.000 một lượt. 20.000 một lượt.
không là xe máy quy ra tiền mặt. À. Bà muốn xe máy cho xe máy, chứ xe em luôn. Dạ. Đó cái luôn ấy. Cái kiếm trời đó. Lại lấy người à, không lấy xe à? Tốn 20.000 cho 10 vòng vào hết cả 10 chỗ cho người luôn. 20.000 vòng quả vào 2 quả cho người. Cái này dễ ăn, cái này dễ ăn, dễ chơi này. Mới phát được. 50, 20 rồi. Có sao chứ không ném chân mà lấy xe đạp. Lên cao một tí nữa chị ơi. Đúng 5 vòng mới mới được một cái xe. Phần tưởng to lắm anh ạ. Mày du mọi người muốn xe đạp trò chơi nhỉ? Anh thắng xe đạp, thắng xe đạp ở dưới thì chúng có tài cơ. Anh thắng xe đạp. Mọi người quan ngại nếu mà theo bác của người nhá, bên dưới 5 lon thì được 1 xe đạp, ở trên thì cũng thế. Cô lúc nãy được một vòng nữa được một cái xe đạp thì bé cho cô là trị giá 600.000. Nếu mà chúng một phát mấy vòng thì cũng khó phết rồi nhỉ. Điện học qua một mấy vòng đấy. Ba vòng dưới, ba vòng trên. Đi. Hay nhỉ. Đi. Có giải thưởng xe đạp à? Ừ, to phết nhỉ. Nhưng mà khó. Ở đây là trò gì đấy? Đây là ném bóng à? Mười k ba quả bóng. Lọt một bóng là được một thẻ 10k. Lọt bóng qua cái lỗ này á? À. Nên ném bóng qua lỗ này là được thẻ điện thoại. Thẻ cũng dễ phết nhỉ. Xe máy đây. Xe máy à? Xe máy chưa thấy treo anh. Đấy. Làm việc về ăn lẩu. Chị trò vay là chơi cái gì anh? Ném bóng bàn vào vào cái chén kìa. Vâng. À. Như nào được mà, nếu mà chúng một chén được vào hai cái được mày chế tác ba cái được bếp từ quả quả thế làm cái nhỉ. Một ba tiền một quả bóng nhỉ, một lần ném nhỉ. 20.000 thôi, có nhiêu? Bao nhiêu? 20.000 ba quả. 20.000 ba quả. Ba quả và hai quả là 20.000 ba quả. Được rồi. Thế thì làm trò chơi này thú vị đấy nhỉ. Cái này nó trò chơi nó có trả thưởng. Để em xem quả bóng á, xem nào. Xem là nó nặng hay nó nhẹ. 20.000 em cho 4 quả, thử 1 quả. Ok chưa? Em xem nào, em xem nào. 20.000 4 quả, chơi, thử 1 quả. Bóng này nhẹ lắm. Nhẹ thì chị ơi, nên cầm trò chơi này, trò chơi trời cho mà nhẹ lắm, thử để cho khỏi gió đó. Bóng này nhẹ lắm. Trò chơi trời cho mà. Em thử thử nhá. Em ném một quả thử cho anh, ném thật cho ba quả. Hay là ném tất đi. Thế này cũng được. Đứng à, đây được đấy. Đây đi. Đừng còn đứng đây là được. Một gì nữa, thì phải ném thật. Đây là quả thử đúng không? Đây là quả thử đúng không anh? Đây đúng rồi, quả này cho thử. Nếu mà không muốn cái này thì quy một cái quy ra tiền mặt. Chơi nhá. Chơi nhá. Gió. Rồi chơi đi. Ui. Ví dụ như vào hai quả nhá. Mày chỉ tóc kém nhỉ. Một lần đấy chỉ 10.000 nhá. 1 20.000 ba quả. Một quả không được. Không được. Yếu quá yếu. Thế quá yếu. Gọi ta chơi còn thử. Bóng nó nhẹ quá. Ok. Bóng nó gió nó thổi. Còn bao. Gió thổi, lùi sang bên này này. Lùi sang bên này để nó sẽ sang bên đấy. Gió. Lùi sang bên này để vào. Đi. Thế anh chơi cho nó vui các bạn. Nói chung là nhà trường cũng khá là cao đấy. Nếu mà được giải thưởng thì là gì? Được không? Được không? Có ai được chưa? Chưa. Bây giờ cho 20.000 4 quả, thử 1 quả ok chưa? Nhẹ lắm, ngồi xuống thì gió đi ngược. Nhẹ. Cho nên giải quả bóng rất là nhẹ. Quả bóng nhẹ lắm. Nhà ba là được 50.000 mà. Nếu mà. Đấy, gần chỗ đấy. 30.000. Cố lên, các thanh niên. 20.000 ba bóng.
Vào hai bóng là trở lên là được. Đấy. Mì lên mà có gì đâu. Các thanh niên cố gắng. Chứ đâu còn bay đến không? Một quả ok chưa? Bỏ ăn phết đi. Gió kìa. Nói gió thôi. Cố lên. Gió nào? Cố lên, ôi rồi. Khó phết. Nó mà dễ thì giải thưởng không cao rồi. Giải thưởng nó lớn thế này thì bao giờ. Nó dễ thì giải thưởng nó lớn thế này. Rồi ok, đi đi. Thôi cảm ơn anh nhá. À, mọi người ở đây có rất nhiều những trò chơi dân gian truyền thống rất là hay mọi người nhá. Ở đây là cái biển này mọi người này. Đấy. À, các bạn có nhìn rõ cái chữ ở trên kia không? Đánh cù. Kia là cá kheo. Đánh cù này. Đi cá kheo. Bên kia là cá kheo này. Kéo co, đẩy gậy. Đẩy gậy rất nhiều những cái hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian rất là hay. Đang đu. Và hội sẽ diễn ra trong 4 ngày. Hôm nay là mùng 5 này, mùng 6, mùng 7 và mùng 8 sẽ hết hội. Vào đây anh vào đây chăm tí đã. Trong này á. Trong này là đền. Trong này có đánh đu kìa. Trong này đền thôi. Đánh đu kìa. Đúng rồi. Đấy, hai thanh niên đang đu kìa. Đâu. Kìa. Okay. Tóc ghê quá nhỉ. Đi xuống kia đi. Đi. Điểm của Hoa Đồng 4 sao. Đây là bóng nữ. Đây là bóng chuyền nam. Cơm rang mì xào lươn. Lươn ông chuối đậu kìa. Vào đây không sợ chết đói. Ngoài những cái hoạt động thể dục thể thao, những cái trò chơi dân gian thì những cái khu mà ẩm thực ở đây rất là nhiều luôn mọi người ạ. Ở đây có những cái món lẩu thằng cố này, lẩu đuôi bò và các món nhậu. Nói chung là rất nhiều những cái trâu món ăn đặc biệt của bà trâu con ở đây. Trâu nhúng tạ. Trâu nhúng mẻ. Trâu nhúng mẻ là thế nào nhỉ? Trâu nhúng mẻ. Nhúng mẻ lên rồi trâu thái mỏng ra nhúng vào cái mẻ ấy. Đấy. Ôi, nhiều đồ ăn hấp dẫn đấy. Thế đi xuống này đi. Đi xuống này đi. Ngon thế nhở? Nhìn hấp dẫn thế. Toàn là thằng cố ngựa này. Trước đi rồi. Làm một nồi mà ngồi sau đi. Cũng như kiểu như đám cưới nhỉ. Ôi, chào anh. Có gà thịt tươi. Hả? Dạ. Cái này quay cái gì? Hả, quay YouTube đây. Quay YouTube đây. Vâng ạ. Nhà mình đoàn mình mấy người. À, em có nguyên hai vợ chồng thôi. Vợ chồng thôi. Hai vợ chồng gì? Thì vào đây mà làm YouTube mà quay luôn. À vâng ạ. À. Xin nữa. Anh vào lúc này đỗ mà không trả được. Đang đường ăn bán chết Việt. Đi để con không. Ở đây họ làm mâm như kiểu là đám cưới ấy nhỉ? Đúng là đám cưới nhỉ? Giống như kiểu đám cưới ấy. Ôi, ngon thế, thịt tươi luôn ạ. Này thịt bê à? Hết về sao ấy nhỉ? Ở dưới này là ngon thế. Nhìn miếng thịt ngon thế
Đây là thịt bò hay thịt bò? Bê, bò đấy. Bò. Bò bê đấy, mình nhìn nhớ thịt tươi ngon. Thôi đừng quay đây nó ảnh. Mình đi xuống này. Chắc kia là đĩa ấy đây, thằng cố đấy à? Ừ, thằng cố. Phải chờ đến ngày mai là mới nhiều những hoạt động đây được. Dưới được rất nhiều hàng ăn. Toàn hàng ăn thôi. Bên này là khu vui chơi chứ không phải dãy hàng ăn. Đi trước đi để ăn lên cơm mồi dơ. Ăn gì? Đông nhỉ? Đi đường nào nhỉ? Không, không ở đâu chứ là làm kiểm ăn đang ăn nữa. Rau gì hả cô? Châu là rau gì nhỉ? Châu ở trên đùi ấy, ăn ghém thịt đấy, ngon lắm. À, rau này biết rồi. Cái gì ấy? Cây châu, cây lá vàng đấy. Ngon lắm. Cây lá vàng như... Người ta lấy hết rồi đấy. Đang non đấy nhỉ? Này, ăn sống hay là ăn gì ạ? Ăn sống đấy. Chắc ăn mấy gỏi hay mấy kiểu thịt đấy. Ghém cái gì cũng được đấy. Ở trong này nhiều món rau lạ nhỉ? Chơi rau đốm à? Rau đốm. Đốm đắng. Chị ơi, cái măng gì mà to đấy hả chị? Chị ơi, cái măng gì mà to đấy? Măng đắng đấy. Ủa, nó to thế? Ừ, không phải măng gầu à? Đây, nó đây này, nó đây. Măng gầu à? Nó đây. Đấy, cái măng mà em bán cho hôm trước mình mua về đấy. Măng này đấy, nhưng mà phải lấy những củ này ngon. Nhưng củ này là củ đắng đúng không? Cây này tốt, nó to mà. Đây không phải là măng này như hành đúng không? Không. Hành là có. Vì giống măng này cũng to rồi. Đây đây này, măng đấy là phải thời gian nhặt. Hành này phải tháng 4 mới có. To nhỉ? Thịt to. Quá, béo thế. Măng béo đấy. Lại ăn những cái củ đấy ngọt này. Những củ này là nó cao rồi. Củ này là nó hơi đắng. Đúng rồi, củ này cao nó hơi đắng. Còn những củ này là ngọt này. Về muội đi. Thế biết ở đây chị bán bao tiền một cân? Em cảm ơn nha. Cho mấy cô đưa xem nào. Hả? Nhún đấy à? Phải có hai người nhún đấy. Cháu ấy đẩy cho cái đu nó của chú ấy. Phải người đấy. Tránh ra xa ra nhá. Ở đây là trò chơi kiểu là đu. Mình không chả biết gọi nó là cái gì nhỉ. Xuống cho em bé đu nhỉ. Ờ em xuống đi. Cái này hai người cân. Cái này họ làm bằng sắt đấy chứ, có phải là cây tre đâu. Trời. Thôi rồi, thế thôi. Chưa lớn. À, bây giờ vợ sẽ thả xem có trúng được cái lon nước nào không nhá. Tối
được cái gì không? Thôi cái đấy cái chúng cái nào đâu, thả đúng rồi chứ. Tí được bia. Thôi. Vâng, yên sóng mà bắn nào. Trượt rồi mọi người ạ, chưa được quả nào đâu. Thả anh thấy đấy có đúng đâu. Hết tiền rồi. Không trúng quả nào luôn. Vẫn còn nhiều giải thưởng lắm. Trải nghiệm tí. Em ơi, ở đây giải thưởng có cả vịt cơ à? Vâng, có cả vịt luôn. Như nào để trúng vịt nhỉ? 50.000 năm tiêu, nổ 5 tiêu. À, 5 năm tiêu là được con vịt luôn à? Vâng. Bạn ơi, mang vịt vào đây chụp ảnh, chú chụp nhá. Đây. Ai chụp? Đội thắng. Con vịt kìa. Nhiều vịt, chơi cả vịt rồi. Ở đây có cái trò phi tiêu rất hay mọi người ạ. Ở đây là phi tiêu trúng 5 tiêu là được con vịt. Anh em hôm nay có mùi nhậu rồi đúng không? Em vào mà phi nhá. Ui mà vịt này thối lắm, các bạn không thấm. Thấm. Vịt thối lắm. Đầu tiên đầu vịt đấy. Ok không anh? Được. Làm vịt luôn. Làm vịt luôn nhưng mà. Để đang chua khỏi đâu. Vâng, vâng, về đây đi. Về đây. Ai đã có mưa đắng? Để em nghe được. Một lần phải lừa. Được rồi. Được rồi. Từ đấy là được rồi. Đủ rồi. Lại lại chơi tiêu à? Gặp hội cao thủ à? Thế trò này như nào nhỉ? Một lần phi là mấy tiêu nhỉ? 6 tiêu à? Lúc này là bạn này trúng mấy tiêu rồi? 4 tiêu rồi. À 4 tiêu. Bạn này tay dài sát được bóng rồi. Sát rồi, sát rồi được mà. Sát chọc luôn. Sát chọc luôn. Cao thủ. Bên kia là cả vịt nữa đấy. Nhưng mà vịt bên kia còi lắm. Vịt còi không thích à? Rồi. Dài cái đệ dưới. Được. Có lên. Nằm bóng cho căng ấy. Đây. Đây dài thế. Ngồi dài. Đấy, được rồi. Có lên. 6 cái luôn đi. Phát. Nổ 2 phát liền. Đấy rồi, chỉ đây. Cho chị lấy. Đây là của em rồi, em lấy con nào là lấy. Đây là lấy. Tay dài mà sát bóng rồi. Đấy. Mọi người vừa thấy cao thủ phi tiêu. Coi như là 7 phát là trúng 7 luôn mọi người ạ. Thì tay bạn này khá là dài. Cái này mà xuống đấy lấy vịt khả năng lấy hết cả vịt của hội đấy nhỉ? Ai cho chơi? Lại tiếp à? Chú đen mặt rồi. Lại tiếp tục à? Lại tiếp tục à? Đây là mấy tiêu nhỉ? 6 tiêu tiếp à? 6 tiêu nhá, mọi người đếm cùng mình nhá. Chơi là phải có người được người thua. Rồi. Quét gấu đây đi, quét gấu đi. 6 tiêu được con này nhá. 5 tiêu thì được. Để một này. Cao thủ. Mày mình hết pin rồi. 2. Cao thủ xạ này. 3. Đây em mấy cái em chơi. Chúng 1 tiêu mà chúng 2 quả luôn.
đang ngủ sổ. Thấy chưa, còn tiêu nữa. Quá dã man. Thôi em đấu cái lấy mày. Thế thôi. Cái này mang mày đi quét thế đây đây. Lên đi câu chúc. Khả năng xuống lấy vịt đi em ạ. Bạn này phi rất là giỏi luôn. Ủa có gì? Pháo sáng à? Pháo sáng. Rồi. Đấy, bây giờ quay qua này. Xin chào các bác. Các bác thân mến, hiện tại thì mình đang đứng ở khu di tích mộ cổ Đống Thách. Đây là những là một cái khu mà mộ cổ mà được quy hoạch ở trong một khuôn viên khá là rộng. Ở đây gồm có rất nhiều những ngôi mộ ở đây. Thực ra thì mình vào đây thì cái cổng nó khóa là mình không thể vào trong được. Mình cũng không muốn đi trèo tường bao vào đâu. Ở trong đấy thì gồm những khoảng mình đếm sơ qua là khoảng 6 hay 7 ngôi mộ mà được đắp rất là to. Ở đây này, mình sẽ quay qua cái chỗ này thôi. Đấy. Những ngôi mộ mà có những cái phiến đá rất là to mà được dựng bao bọc xung quanh đấy. Thực ra thì mình cũng chưa tìm hiểu về những ngôi mộ khu di tích ở đây, cho nên mình cũng không biết nhiều về cái khu này. Thực ra mình hôm nay cũng đi hội ở trong này, cũng nghe mọi người kể thì mình ghé qua đây chút thôi. Còn những cái thông tin về những khu di tích này thì mình cũng không rõ, thế nên mình cũng xin phép không được không bàn luận nhiều và không nói nhiều về vấn đề này. Mình chỉ quay hình ảnh của nó thôi nhá. Ở bên này là khu quản lý của ngôi mộ này. Nhà sàn rất là đẹp, toàn bằng gỗ to đấy. Gỗ to. Thôi thế mọi người nhá, giờ lại tiếp tục hành trình nhỉ.